Rồi xin chào Bảo Trâm Việt Vision, chào anh Hoàng Ngọc, một Vâng, người con xin Việt Nam đang định cư và sinh sống tại Hoa Kỳ. Hôm nay dạ rất vui là lại xin cùng với Bảo Trâm, cùng anh Hoàng Ngọc là chúng ta cùng nhau gọi là phiến đàm đi, chia sẻ vâng một số những cái nội dung liên quan đến cái tình hình không gian mạng cũng như là cái tình hình ở trong nước và cái suy nghĩ của bà con Việt Kiều mà đang sống ở nước ngoài, nghĩ về quê hương đất nước nhà, thì anh em mình cùng nhau chia sẻ. Đây là một buổi nói chuyện thôi. vâng vâng chào Bảo Trâm, chào tất cả anh em ở trong nước và chào anh Vương Hùng. Thực ra đó, những cái đề tài về chống cộng ở bên này bây giờ đấy, nó không còn như ngày xưa đâu anh ạ. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì là những cái năm gần đây, và đặc biệt là những cái đài báo và các thông tin ấy, đưa tin về Việt Nam nó rất thực rồi, nhưng mà bà con đi lại nhiều rồi mới lại chống cộng một cách dối trá. Ngày xưa đó, thì người ta bắt buộc người ta phải nghe bởi vì nó bị áp đặt. Đấy, nhưng bây giờ thì những cái kiểu áp đặt đó không còn nữa. Những cái chủ chợ hoặc là những cái người mà người ta làm về thương mại ấy, ngày xưa bắt buộc người ta phải nghe theo để người ta bố thí cho các hội đoàn một số tiền để không để không chống phá họ làm ăn. Đấy, chứ còn thực ra trong thâm tâm họ thì không muốn như thế. Nhưng bây giờ đó, thì nếu mà xuống cửa tiệm họ phá là không có nữa, bởi vì là họ sẽ báo cảnh sát và họ chính họ họ sẽ bật lại ngay. Bởi vậy cho nên là những cái kẻ mà chống cộng cực đoan như các hội đoàn ngày xưa nó gớm lắm, như bây giờ thì không còn nhiều đâu anh. Vừa rồi anh biết là thủ tướng sang ấy, có một số toàn những người già phất phơ vài người ấy, mà cho nên là cái tiếng nói thì toàn là dối trá. Cái lớp trẻ bây giờ ấy, nó học hành mà nó muốn cái sự trung thực. Thế mà cái thông tin của nhà nước Việt Nam mình đưa ra ngoài hải ngoại mới lại bà con trong nước đưa ra, nó toàn là những cái tin tốt thôi. Đấy. Cho nên là người ta nghe những cái người mà có tiếng nói, cho nên là bây giờ ở bên này nó bình yên lắm anh ạ. Nó không như ngày xưa đâu. Đấy. Nói như Vâng, vậy Bảo Trâm ơi, để anh em trong nước cũng biết. thực ra thì ý kiến chia sẻ của anh Hoàng Hùng với Vương Hùng rất là tin, bởi vì tin đây là một cái con người Việt Nam mà hiện nay đang định cư sinh sống tại Hoa Kỳ, mà tại những cái nơi mà trước đây nó rất là ồn ào về cái phong trào gọi là chống cộng ấy, của những cái người mà người ta đã từng tham gia cái chế độ cũ, sau đó là người ta vẫn nuôi ở trong người cái lòng hận thù, rồi người ta đố kỵ về quê hương đất nước. Thì trước đây thì Vương rất là đồng tình với ý kiến của anh, là đúng là trước đây bởi vì nó có mấy vấn đề mà tại sao thông tin nó lại không được chia sẻ một cách rộng khắp, hoặc là thông tin nó không được trung thực. Ví dụ như là trước đây là nó chưa có cái gọi là thời đại 4.0, rồi cái hệ thống internet và cái thông tin truyền thông nó chưa toàn cầu, thành ra là đôi khi cái tình hình ở trong nước và cái quan điểm đường lối lãnh đạo của Đảng Nhà nước Việt Nam cũng như đời sống của nhân dân ở trong nước như thế nào, thì chính những bà con gốc Việt của chúng ta ở nhiều quốc gia trên thế giới cũng lại không nắm được. Cái thứ hai là đôi khi những cái người mà người ta đang mang trong mình cái sự tù đó, người ta cứ thổi phồng bóp méo về tình hình ở trong nước, cái sau đó người ta lại kích động để vẫn tiếp tục nuôi dưỡng cái sự hận thù. Cộng với là như anh Hoàng chia sẻ là bà con gốc Việt của mình ấy, thì nó người ta cũng chỉ muốn là thôi thì chiến tranh nó qua đi rồi khép lại quá khứ để hướng đến tương lai và chăm lo cái cuộc sống, để chịu thương chịu khó làm ăn. Người Việt mình đi đâu cũng vậy, rất chịu thương chịu khó, nhưng vì những cái người mà hận thù kia của mình bữa nay gọi là những kẻ chống cộng cực đoan ấy, là người ta hay dùng cái áp lực, tức là người ta khống chế cái chuyện buôn bán kinh doanh làm ăn sinh hoạt, người ta cứ dùng cái kiểu như là ở Việt Nam mình hay cứ nói gọi là bảo kê, rồi là đến là gây khó Đúng rồi, dễ, đúng rồi. sau đó là người ta vận động theo cái kiểu là gây một cái quỹ gọi là để chống cộng sản, sau đó là người ta áp đặt cho cái việc à, thế thì bà con muốn là yên ổn cuộc sống này, muốn làm ăn không bị gây khó dễ thì thôi thì cho một vài đô, 10 đô Đúng hay rồi. là 15-20 đô cho nó yên chuyện. Bởi vì anh nghe như Hoàng Hùng chắc là nói với nhà Vương Hùng hiểu lắm ở cái chỗ này này. Hiện nay cái thực tế bây giờ, cái thời đại hiện nay là thông tin của Đảng Nhà nước, thông tin của bà con nhân dân, rồi kể cả bà con người gốc Việt của chúng ta ở trên thế giới về trong nước ngày một đông, năm nào cũng đông hơn năm năm sau, đông hơn năm trước. Đúng Thành ra rồi, cái đúng thông rồi. tin nó rất là rõ ràng, mạch lạc. Cái thứ hai là cái lực lượng còn nuôi dưỡng cái sự hận thù và vẫn cứ hô hò hết chống cộng sản Việt Nam hiện nay ấy, nó chỉ còn rơi vào
một những cái ông già bà lão ở ở trong nước mọi người cứ hay gọi là chống gậy còn không vững mà cứ đòi chống cộng ấy, bởi vì thứ nhất là tuổi cao rồi, 70-80 rồi, cái thứ hai nó còn, tức là nó còn rất là lẻ loi và cảm thấy lẻ loi lắm, bởi vì ở trong nước nói anh Hoàng Hùng là anh em cứ theo dõi ví dụ như là các đồng chí lãnh đạo của Đảng Nhà nước Việt Nam nhân một cái chuyến thăm hay làm việc gì với chính phủ Hoa Kỳ ấy, thì một số những cái ông già bà lão lại cầm cái cờ vàng ba sọc đỏ ấy, ra phất phất để chống cộng, nhưng mà chúng ta thì có manh mún lẻ loi vài người, sức khỏe thì cũng không còn tốt đâu, thôi cái đó là người ta đúng cũng rồi. Sự ẩn tù đó và người ta làm cái chuyện đó thì thực ra mọi người cũng chậm. Thế còn cái lớp trẻ nhá, mình nói cứ lớp trẻ là sinh sau đẻ muộn là sau khi chiến tranh hết rồi, nhưng mà theo cha theo mẹ sang bên đó và người ta được ăn học tử tế đàng hoàng, bây giờ người ta thì chí thú làm ăn thôi. Rất nhiều những anh chị em con bà con gốc Việt của mình, nhưng hiện nay người ta làm cho các cái công ty, làm cho các cái cơ sở với một cái trình độ kiến thức, người ta chỉ tập trung vào cái phát triển kinh tế. Nếu đủ điều kiện người ta thăm quê cha đất mẹ, thăm tổ tiên ông bà để mà mừng vui với đất nước, chứ người ta không bao giờ còn cái suy nghĩ gọi là cái chế độ cộng sản đàn áp nhân dân, rồi là chế độ này không có tự do tôn giáo hay không có tự do nhân quyền. Người ta là cái lớp trẻ, cái nhận thức người ta nâng cao. Thứ nhất là thông tin toàn cầu, cái thứ hai là những cái chuyến làm việc của lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam khi đến ấy, thì Vương Hùng thấy là cái tình cảm bà con gốc Việt cảm thấy đón tiếp rồi là chào mừng cũng như kiểu như là người thân của mình ấy, chứ nó không có một cái khoảng cách, không có cái ranh giới gọi là giữa ta và địch, bởi vì lớp trẻ rồi, không có suy nghĩ như vậy. Hai nữa là anh Hoàng Hùng chắc là nhớ là sau cái chiến tranh chống Mỹ rồi, năm 1975 đến 76 đất nước hoàn toàn thống nhất, non sông liền một dải. Đảng Nhà nước đã có một cái chủ trương trên cái tinh thần bao dung nhân ái, đó là cái bản chất người Việt đó mình là gì, khép lại quá khứ, bao dung nhân ái mà, khép lại quá khứ để hướng đến tương lai. Thành ra không có cái sự hận thù đố kỵ gì với những người đã từng tham gia cái chế độ cũ, bởi vì Đảng Nhà nước xác định rất rõ là cái lịch sử và thời thế đôi khi có những con người lầm đường lạc lối chỉ vì cái điều kiện lịch sử. Thành nhưng đến bây giờ đất nước chúng ta thống nhất rồi, thì Đảng Nhà nước muốn là cái tinh thần dân tộc Việt của chúng ta đối với tất cả mọi người, dù rằng trước đây anh ra đi vì một lý do nào, nhưng nay khép lại quá khứ để hướng đến tương lai và chung sức đồng lòng đối với nhân dân đất nước để xây dựng đất nước chúng ta. Bởi vì các ông rất, các ông chống cộng, các ông có một cái điều rất là buồn cười ở chỗ này, các ông cứ hô hào là phải bảo vệ tổ quốc toàn vẹn lãnh thổ, nhưng chính bản thân các ông lại gây mất đoàn kết. Cái thứ hai là các ông lại không mong muốn cho đất nước chúng ta phát triển vững mạnh về kinh tế, mà kinh tế nó vững mạnh thì đất nước khác được bảo vệ một cách vững chắc, nhưng các ông lại luôn luôn dè bỉu soi mói kích động. Và đôi khi em nói anh Hoàng Hùng này nhá, khi Nhà nước Việt Nam muốn làm một cái hiệp định thương mại đó nào đó về một lĩnh vực nào đó, sản phẩm nào, hàng hóa nào đó đối với một quốc gia như Hoa Kỳ chẳng hạn hay Úc, Pháp, thì chính cái lực lượng chống cộng lại hò hét là chống đối, hò hét đúng rồi, đúng cái rồi, đó đúng thì rồi. Không bao giờ người ta mong cho đất nước của chúng ta phát triển về kinh tế, dân giàu thì nước mạnh, mà nước mạnh thì bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Đấy là một đúng cái vấn đề rồi, nữa mà Vương Hùng muốn nói ở chỗ này. Cái tinh thần nghị quyết 36 nó xuất phát ngay từ cái sau năm 75 rồi. Đến bây giờ chẳng qua cái nghị quyết 36 của Trung ương Đảng đó chỉ là nhấn mạnh hơn nữa và mở toang hơn nữa để cho tất cả bà con người Việt của chúng ta trên toàn thế giới lại nghĩ về quê hương đất nước và chung sức đồng lòng, chứ không có một cái sự ẩn tù nào, bởi vì cái quan điểm chung đó là khép lại quá khứ. Thành ra là như anh Hoàng Hùng nói một câu là hiện nay cái lực lượng chống phá Đảng Nhà nước Việt Nam ở hải ngoại nó không còn bao nhiêu, đúng thật, bởi vì này cái tinh thần nghị quyết 36 đó nó đã tạo nên hết cho bà con những cái suy nghĩ rất là tích cực, thay đổi về mặt nhận thức, thay đổi về mặt tư duy. Hai nữa là nhìn quê hương đất nước một cách rất là trung thực, người ta nghĩ về quê hương đất nước một cách làm sao mong cho Đảng Nhà nước thì dù rằng là chế độ nào, nhưng thấy cái chính sách đó là dành cho dân vì nước, thành ra người ta ủng hộ. Bây giờ không biết là anh Hoàng có nhớ là các ông cứ nói là Cộng sản Việt Nam bán nước cho Trung Cộng tiến nói, thế trong khi bà con người Việt của chúng ta năm sau về nhiều năm trước thấy rằng đất nước chúng ta có rất nhiều những hoạch định về mặt chủ trương đường lối, hoạch định về mặt chính sách, trong đó vấn đề an ninh quốc phòng đưa lên hàng đầu. Thế thì có nghĩa rằng là đất nước chúng ta có chủ quyền và Đảng ta luôn luôn có một cái quan điểm là gì, hội nhập quốc tế nhưng đồng thời không hòa tan. Cái thứ hai là độc lập tự do nó là nhất quán. Đó, thế nên là anh em mình ở đây thì phải nói là anh Hoàng Hùng này chia sẻ bên cạnh như cái ý anh Hoàng Hùng nói ấy, hiện nay trong nước có một số những cái kẻ mà người ta
siêng ăn lại nhắc làm, mà người ta vẫn cứ cam tâm làm cái công cụ để cho những cái người hiện nay còn có sự thù địch ở nước ngoài, người ta dung dưỡng. Để mà có những cái sự dung dưỡng đó thì người ta phải thực hiện những cái hoạt động gì, xuyên tạc bóp méo về chủ trương đường lối này, tổ chức các cái hoạt động gây bất ổn cho xã hội Việt Nam đã bị chính quyền người ta xử lý, thì chúng nó bóp méo đấy là tù nhân lương tâm rồi, đấy là không có nhân quyền, đấy là không có tôn giáo. Nhưng thực chất bà con Việt Kiều hiểu rất rõ, ví dụ như tên chương trước đây có là Hải Điếu Cày này, Tạ Phong Tần này, mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này, rồi là Phạm Thị Đoan Trang như anh vừa nói ấy, sau lại tên Trương Văn Dũng là Dũng Xe Ôm ấy. Toàn những kẻ là gì, siêng ăn nhác làm và đồng thời vi phạm pháp luật. Nhà nước xử lý những cái đối tượng này theo cái quy định của nhà nước hiện hành, chứ không phải vì cái vấn đề nhân quyền hay vấn đề tôn giáo hay vấn đề gì hết. Anh vi phạm các cái quy định của nhà nước hiện hành thì đương nhiên phải xử lý, và cái đó được nhân dân đồng tình ủng hộ. Và ngay bản thân bây giờ bà con người Việt của chúng ta ở nước ngoài rất hiểu điều đó, chỉ có mấy cái cơ quan thông tin truyền thông mà người ta vẫn đang dung dưỡng các cái thế lực thù địch như là BBC, RFA, RFI thì nó thổi phồng những cái chuyện đó. Anh có nghĩ rằng là làm gì có cái tù nhân lương tâm nào suốt ngày đi ra gây rối ở nơi trật tự công cộng, bà con làm ăn thì cũng ra gây rối, xong rồi chửi bới rồi là xuyên tạc bóp méo về cái tình hình chung đó. Đúng rồi, thì đúng rồi, xử lý thôi. Thế mà cái ông đài kia thì ông lại bảo đấy lương tâm nào cái chỗ đó. Anh cứ nhìn vào cái trường hợp của thằng Dũng Xe Ôm ấy, không công ăn việc làm, không lao động, nhưng vẫn có cái những cái đồng tiền để đi lại khắp nơi để mà moi móc thông tin rồi bóp méo những cái sự việc mà cơ quan chức năng người ta đã điều tra và thẩm định xác minh được rằng cái đồng tiền Trương Văn Dũng sử dụng đó là do một cái tổ chức không có thiện chí đối với nhà nước Việt Nam đang dung dưỡng. Thế ra phải xử lý cái đó chứ. Nói em, nói tại sao em nói nghe anh ấy, nói như anh là hoàn toàn chính xác rồi. Như em nói cho anh biết này, nói cho Bảo Trâm và các bạn biết đấy, bên này đấy, những người Việt Kiều ấy, người ta đi về nước ấy, không phải bây giờ, rất nhiều năm rồi. Nhưng mà nói cho rõ ra là bởi vì sao? Bởi vì trong nước á, còn có những kẻ mà đưa những cái thông tin để bên này họ lợi dụng được á, họ quyên góp được á, thì vẫn còn người chống cộng. Nói cho anh biết là bên này á, không bao giờ họ nói sự thật, bởi vì bên này 100% là họ nói ngược lại. Cho nên là trước đây á, và bây giờ cũng vậy, những cái kẻ chống cộng là luôn luôn nói ngược lại, có nghĩa là nó vừa về nước sự thực nó là như thế, như sang á, nó có thể nói ngược lại được ngay. Tại sao lại thế? Tại vì bắt buộc nó phải nói ngược để nó tồn tại, để các hội đoàn cho nó sinh hoạt, không tẩy chay nó, rồi là để sinh hoạt trong một cái cộng đồng, chứ không nó không sinh hoạt ở đâu được. Thế bởi vậy cho nên là bắt buộc nó phải theo. Nhưng bây giờ tại sao mà chỉ còn vài ba ông già, còn những cái người á, người ta trẻ và những cái chủ bút chân chính ấy, họ không hùa theo cái chuyện nói dối nữa. Bởi vì sao? Nói như vậy nó rất là ngượng. Một là như thế, hai nữa là người ta về trong nước rồi, người ta biết thực tế rồi, mới lại những cái kênh, những cái chủ bút, những cái người có uy tín trong cộng đồng cũng đã về nước rồi, người ta cũng nói thực rồi. Cho nên là bà con bên này quyên góp bây giờ rất được ít. Có nghĩa ngày xưa quyên góp, ví dụ mỗi một cái hội đoàn quyên góp được ví dụ như vài ba trăm ngàn, thì về trong nước á, những cái kẻ mà ví dụ như tự xưng danh là cha đạo mới nọ kia đó, có tiền xây nhà thờ, nhà chùa thì sang đấy để mà khoác lác, để mà xuyên tạc, để mà xin tiền về xây nhà thờ hoặc làm những cái việc khác. Như bây giờ ở bên này á, người ta làm cái gì mà nó không thực tế với cộng đồng là người ta không cho đấy, cho nên là nó sẽ hết. Mà đặc biệt là những cái kẻ mà nói ngược lại về với lại đường lối chính sách của người Việt Nam trong nước ấy, nó ảnh hưởng đến cái quyền lợi của bà con ngoài này. Ví dụ như chống phá thì bây giờ ấy, nó bị ảnh hưởng của chiến tranh, cho nên xăng dầu nó lên rất là cao, thuế nhà nó lên, rồi mọi cái nó lên rất là cao, tiền đâu mà cho. Bởi vậy cho nên là ở Việt Nam á, đến giờ này như tôi biết là xăng dầu vẫn còn thoải mái, nhưng ở bên Mỹ một số bang á, không, xăng dầu nó lên rất là cao. Bởi vậy cho nên là những người mà không có thu nhập, xe mà không dám đi, đặc biệt là một số các mặt hàng nó lên nữa, cho nên là ăn uống là phải tính toán.
Bởi vậy thuế nhà ở bên đây này, hoàn toàn ở bên Mỹ là đại đa số là những kẻ chống cộng ấy, là nhà đi thuê, cho nên là hàng hàng tháng phải bỏ mấy trăm ngàn ra trả tiền nhà mà không trả lỗi là nó đuổi ra đường. Đấy, cho nên là ở bên này á, tại sao về Việt Nam á, mà không có người vô gia cư lăn lăn nóc ở đầu đường xó chợ mà bên này nhiều lắm. Đây là sự thực chứ không phải là mình, mà những người mà người ta đã đi về người ta nói, cho nên là bà con người ta không sợ ra đường lắm, cho nên là người ta phải thú chí làm ăn và người ta nói sự thực thế thôi. Anh ạ. Vâng, anh xin phép anh Vương Hùng, bà Trâm hỏi anh Hoàng Hùng một chút là từ hồi anh định sang Mỹ định cư ấy, thì anh đã từng tham gia một hội đoàn chống cộng nào chưa? Hoặc anh Hoàng Hùng đã từng được mời tham gia lần nào chưa? Mời anh. Nói mời cũng có và ép cũng có, đấy là sự thực. Đầu tiên là mời đấy, và mời xong ấy, nên là ép ép bản thân không được thì ép đến vợ con gia đình đấy. Thế mà mình cứng không ép được, mình chuyển đi các thành phố khác thì thôi đấy. Thế bây giờ mà khi mà những cái người mà người ta không muốn vào các hội đoàn mà người ta muốn sống bằng sức lao động của người ta đi làm cho các tiệm neo và các hãng ấy, thì người ta đi các thành phố khác, người ta không ở cái thủ phủ chống cộng. Các bạn nên nhớ ở trong nước, Trâm nên nhớ là nó chỉ có một cái thủ phủ chống cộng, tức là ở Bonsa Cali đó, thì là ở đấy đại đa số là người Việt hết à. Cho nên là nếu đã sống ở đấy mà không có kinh tế thì bắt buộc phải theo các hội đoàn để mà đi biểu tình, mà không theo ấy nó tẩy chay. Thậm chí là có nghĩa là mình ngồi ở đâu cũng không được, đi làm ở đâu cũng không xong, bởi vì nó nói xấu và những cái lời đấy người ta không dám nhận. Anh phải nên nhớ như thế. Có nghĩa là ví dụ ở bên đây sống đại đa số là về nghề neo, nếu mà anh đi làm thuê mà anh đang làm ở một cái tiệm neo đó mà anh không nghe cái bọn chống cộng mà nó áp đặt anh nhé, bắt buộc anh phải nghe. Anh không nghe thì ngày mai chủ nó đuổi việc anh, bắt buộc anh phải nghe. Hoặc là ca sĩ muốn sang đây hát thì bắt buộc phải chửi cộng sản hoặc là nói xấu, còn nếu không á nó tẩy chay thì ảnh hưởng đến đi một tour sang Mỹ mà lại không được hát, mà lại không có tiền, cho nên là nhiều ca sĩ họ cũng đau đớn lắm. Nhưng đến bây giờ đó, cái đấy nó không còn nữa, nói thật là không áp đặt được nữa rồi. Cho nên là mọi người người ta các cửa tiệm bây giờ có áp đặt người ta không nghe nữa. Bởi vậy cho nên là càng ngày nó càng ít đi, người ta về nước nhiều, cho nên là nó mất đi chứ mà. Chứ còn ngày xưa là nó ép luôn, ngày xưa là nó ép đấy. Còn bây giờ là không có nữa. Bây giờ đó, một số chủ bút người ta về rồi, mà một số luật sư, những người có uy tín trong cộng đồng người ta đã về rồi, và người ta có bắt tay làm ăn với nghề người trong nước rồi. Cho nên là người ta ra khỏi hội đoàn, người ta không sinh hoạt nữa thì là nó hết thôi. Bên này bây giờ nếu mà còn sinh hoạt trong các hội đoàn ấy, chủ yếu là mấy ông nghị viên đang làm ở những cái chức, nếu mà so ở bên Việt Nam là cái sự phường xã ấy, đấy, mà tranh giành những cái chức đấy thì bắt buộc phải là không chống cộng cũng phải nói chống cộng để người ta bỏ phiếu cho. Đấy, bắt buộc phải như vậy thôi. Đấy, cho nên là mấy lại một số là ăn trợ cấp, nó không liên quan gì người ta. Nếu mà nói đời sống thoải mái thì những kẻ chống cộng bên này không có đời sống thoải mái đâu. Đấy, đời sống kinh tế đấy. Chứ còn những người mà có tiệm như bọn mình hoặc là đi các thành phố khác thì không liên quan nữa, mình không phụ thuộc nữa, cho nên tiếng nói của mình lên trên diễn đàn nó quá nhiều, nhiều người người ta nói, cho nên bắt buộc người ta phải tin phải nghe. Cho nên là mấy người ta về nước người ta thấy như thế rồi thì khi mà nói dối người ta ngượng. Thế còn nếu bọn chống cộng thực sự thì nó không có ngượng, nói thật anh ngồi ở bên này nó không có ngượng đâu. Nó vừa về nước ấy, nó ăn bát phở chỉ có 5.000, 10.000 hoặc là 20.000 thôi, nhưng mà nó có thể chê loại chê kia, và sang bên đây nó có thể nói ngược lại 100%. Thế cho nên là người ta nghe những cái thông tin đấy nó dối trá nhiều quá người ta chán rồi. Cho nên là bây giờ là không ai người ta nghe nữa. Đấy, cho nên là một số đài báo bên này, ví dụ như là kênh Nửa Vòng Trái Đất TV hoặc là Bonsa TV đấy, họ làm một lửa thật, một lửa họ vẫn phải theo bọn chống cộng,
để họ tồn tại, còn một lửa đúng thì rồi, họ làm rất thật. Đấy, cho nên là bây giờ người ta tiếp nhận những cái thông tin thật đấy, cho nên là người ta không theo những cái thông tin dởm nữa, cho nên bây giờ chỉ có mỗi một cái đài gọi là VOA và cái RFA là nó nói trắng trợn, nói dối trắng trợn thôi, còn những cái đài kia là nó không dám nói nữa. Nói thật đi anh em trong nước là như vậy, bởi vì nói không có người nghe, không có người xem, nói dối ai người ta xem. Đấy, cho nên là cái bọn chống cộng cực đoan chỉ vài năm nữa là tịch, không còn một cái cửa gì luôn. Nên là nói em ấy Trâm với lại anh Hùng là vừa rồi những cái SEA Games rồi là những cái uy tín bà con đưa ra thế giới, cái tiếng nói của Việt Nam mình ấy, đối với thế giới một càng ngày nó càng lớn, mà Việt Kiều được nhờ bởi vì chính phủ á, họ ký kết thương mại giữa hai bên thì hàng hóa nhiều thì mặt hàng nó ổn định, người Việt có thể là sinh hoạt nó rẻ đi, còn không mình phải dùng hàng Mỹ hoặc hàng Thái hoặc là những cái hàng khác nó đắt. Đó, bởi vậy là người ta không chấp nhận, bởi vì là chống cộng mà mất tiền là người ta không chống cộng mất tiền nữa. À, người ta đi lại nhiều rồi, những cái người mà có uy tín trong cộng đồng ấy, người ta cũng có về nước, người ta không sinh hoạt nữa, người ta xa. Ví dụ như nói như Trâm biết, ví dụ ngày xưa Đức Đầu Bạc như hoặc là ví dụ ông Hùng, Hoàng Duy Hùng, rồi bọn Trường, rồi là tất cả những cái đài báo nó đều phải hùa theo chống cộng thì nó thành đông. Bây giờ anh thấy nó tách ra hết, những cái người có uy tín người ta về nước, những cái người mà ăn được nói được người ta cũng phải tôn trọng sự thực. Cho nên là còn vài ba cái ông bà già bắt buộc phải chống để mà tồn tại thôi, chứ không còn cái gì. Như Trâm mấy này anh có biết không, ví dụ như là một số ở bên Thái Lan cũng là chống cộng mấy này là phản quốc rồi dạt sang bên Thái Lan ấy. Những cái trẻ bên Thái Lan ấy nó cực kỳ khổ, vì bên Thái Lan là sống nhé, nếu mà ra đường nhé mà đi làm ấy, cảnh sát Thái nó bắt nó trục xuất ngay, cho nên là không dám lên đài báo mà nói bậy bạ đâu, bởi vì nói nhiều á mà đi làm ấy là nó bắt ngay, cho nên phải lên để chống cộng, để bọn bên Mỹ này nó tài trợ cho để mà có cái tiền để mà sống. Đấy. Rồi bên Thái hiện nay nhá, có Lê Mỹ Hạnh mà chặn quốc lộ 1A Đèo Con á, rồi có Thái Văn Đường hiện nay ấy, rồi Trần Duy Chiến, rồi Đoàn Huy Chương, bọn chúng chia phe ra cãi nhau ỏm tỏi đấy. Nên anh nói dẫn chủ Thái Lan là chuẩn, vì cãi mấy nhau đấy, mấy năm gần đây rồi chúng bàn dùng Thái Lan là trạm trung chuyển để sang nước thứ ba. Đúng rồi, cãi nhau đấy là chúng nó ăn chia không đều, có nghĩa là bên Mỹ họ tài trợ đúng cho rồi. Người đáng lẽ chia ra hết cho cộng đồng, nhưng cái thằng nó được đây nó chỉ chia một phần thôi, còn nó phải để nó sống. Bên Thái Lan nó có một cái cực khó là luật pháp Thái Lan ấy, nếu mà làm việc chui mà cảnh sát nó bắt được ấy, đi tù luôn. Bởi vậy cho nên là bọn ở bên đấy là toàn ở nhà để xin ăn bám thôi, chứ không dám ra đường đâu, chỉ đi lao động chui thôi. Cho nên là rất là khổ luôn, chống cộng cực kỳ khổ, nhưng người ta không chấp nhận khổ nữa. Bởi vì bây giờ tại sao người ta phải nói dối để rồi người ta ra đường, bây giờ người ta đi làm để người ta có tiền đút túi và người ta lo cuộc sống cho người ta. Bởi vậy cho nên là như anh em trong nước thấy điếu cày này, rồi là Tạ Phong Tần này, một số sang bên Mỹ này có dám lên đài và đi chống cộng nữa không, lấy chống cộng lấy gì mà ăn. Bởi vậy cho nên là đã sang Mỹ này là phải đi làm hết, cho nên là anh thấy có bao giờ dám lên để mà nói chống cộng nữa, có dám chống nữa đâu. Đó, cho nên là bọn bên này ấy nó không lợi dụng được nữa thì nó ghét thôi. Anh thấy những cái người mà ở Việt Nam sang Mỹ này không ai lên đài báo để mà chống cộng, chỉ có cái thằng Huy ấy là nó sống bằng cái YouTube, Trường Cô Huy à, thì bắt buộc nó phải lên để nó sống với con Tạ Phong Tần thế thôi. Còn điếu cày này, rồi là con Nấm này, rồi một số cái thành phần này trong nước trục xuất sang đây đi làm để mà sống, không đi làm mà chết đói thế thôi. Cái lúc ấy Bảo Trâm hỏi Hoàng Hùng về cái việc là khi Hoàng Hùng bắt đầu mới định cư ở Hoa Kỳ ấy, thì
có bị các cái hội đoàn rồi tổ chức chống cộng rồi nó yêu cầu tham gia hay là áp đặt tham gia về cái những cái tổ chức ấy, thì đúng là hôm nay Hoàng Hùng chia sẻ thì mình cũng cảm nhận được. Bởi vì mình biết rằng là những cái năm trước, khoảng trước 2010 ấy, mình thấy là có một cái sự việc nào đó thì kéo nhau ra đường, ra cái vườn hoa rồi nơi công cộng có vẻ ồn ào lắm. Đúng nhưng rồi. Thực chất là những người người ta bị phải ra thôi. Bởi vì những người sống ở cái chỗ Nam Cali hay là phố Bôn Sa là cái thủ phủ gọi là thủ phủ chống cộng ấy, thì đúng là ngày hôm đó mà người ta hô hào ra mà không ra thì nó lại cô lập. Đúng rồi. Kiểu như là để ý, nếu mà anh mà không đủ bản lĩnh ấy, mà anh không đủ bản lĩnh ấy, thì đương nhiên là anh phải gia nhập đó anh mới yên ổn. Ở cái chỗ là như là Hoàng Hùng nói ấy, bây giờ đúng nó rồi. Là cô lập đến mức độ là anh đi làm ở đâu cũng không được, không ai dám nhận, bởi vì nó sẽ khống chế cả cái người chủ thuê cơ, chứ chả phải riêng cái người đi làm đâu. Nó đến rồi nó gây khó dễ. Mình còn nhớ là trước đây lâu lắm rồi, có cái vụ ông Trần Trường mà ông treo cái lá cờ thôi, mà chỉ vì treo cái lá cờ cái thời điểm đấy mà nó bắt dẹp cả tiệm, rồi là cuối cùng phải xin lỗi cộng đồng, tức là nó làm đủ mọi trò để cho gia đình vợ con họ người thân rất là khó khăn. Cái nữa là bây giờ ví dụ như Hoàng Hùng thôi, Hoàng Hùng mà bị nó áp đặt mà không có bản lĩnh nhá, mà lại muốn đi làm cho một cái hãng nào đó thì nó lại bêu diễu, rồi là nó áp lực, có khi nó ngồi ngay ở cửa nhà suốt ngày, nó rình rập rồi nó bò đến cửa nhà nó ngồi, hoặc nhân một cái vụ việc lễ Tết nào đó nó cứ ngồi nó lần vần như bóng ma ở đấy thì đâm mình lại thôi. Nhiều cái tặc lưỡi cũng như là cái việc mà chúng đi quyên góp vận động gọi là cái quỹ chống cộng ấy, tôi thì cứ cho nó 5 đô 10 đô cho nó xong đi, mình bớt tiêu chi đi xong mình cho nó xong đi để yên ổn đấy. Rồi hai nữa là lúc Hoàng Hùng chia sẻ cái ý này mình biết, bởi vì thực ra cái thế hệ sau ấy khi mà lớn lên người ta chỉ lo làm lo ăn thôi, bởi người Việt Nam mình chịu khó lắm, chỉ có cái ông già bà lão mà người ta vẫn có cái tư tưởng, bởi vì người ta vẫn có cái sự hận thù về những cái năm xưa. Bởi vì đôi khi một số những người ở cái chế độ cũ là người ta đang có cái cuộc sống rất là tốt do cái sự chu cấp của đế quốc Mỹ, nay người ta đã bị đế quốc Mỹ bị đánh đuổi rồi thì người ta không có cái sự chu cấp, thì cái cuộc sống người ta có thể khó khăn hơn một chút, thì nay người ta hận thù, người ta vẫn chống phá để người ta giải quyết không tư tưởng. Đấy là cả một cái vấn đề nữa. Cái nữa là như này này, lúc ấy Bảo Trâm có lấy anh Hoàng Hùng nói không, chính bây giờ rất nhiều bà con mình ở Hoa Kỳ hoặc kể cả thủ phủ chống cộng khi về trong nước thấy rằng là cái tình hình cụ thể trong nước đối với cái đường lối của Đảng hay là chính sách của nhà nước nó không như là mấy cái ông kia cứ bóp méo cứ xuyên tạc là không có tự do tôn giáo, không có nhân quyền, rồi là nhân dân ở trong nước bị đàn áp đói khổ lầm than, rồi đất nước bị bán cho Trung Cộng thế nọ kia, thì người ta về nước người ta thấy cái hoàn toàn không có thực, thành ra người ta sang đó người ta không có tham gia nữa. Rồi là ngay cả cái vấn đề như này nhá, Hoàng Hùng mình nhớ cái năm ông nguyên thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn mà chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài ấy, khi mà ông đưa một cái đoàn Việt Kiều về, mời cái đoàn Việt Kiều về nước và thăm Hoàng Sa Trường Sa ấy, ông bảo các anh cứ về thăm đi xem là biển đảo của chúng ta gìn giữ như thế nào trên cái cơ sở lãnh đạo của Đảng và nhà nước, sau đó các anh sang các anh thích chống thì chống. Mà trong đó tôi Hoàng Hùng nhắc đến là Đức Đầu Bạc ấy. Trước đây ông Đức Đầu Bạc rồi là ông Lý gì nhỉ, Lý Kiến Trúc à? Lý Kiến Trúc. Lý Kiến Trúc là những người đã từng là chống cộng cực đoan, cực là vai vế. Nhưng khi người ta về trong nước người ta thấy, các vị toàn nghe những cái thông tin bóp méo đảo đây, biển đây. Trung Quốc có xâm phạm lãnh hải cũng bị những người chiến sĩ bảo vệ biển đảo của mình cũng có những cái hành động quyết liệt trong vấn đề bảo vệ chủ quyền. Thành ra là người ta không nghe nữa. Rồi hay nữa là ông thứ trưởng Nguyễn Dân ông đưa cả mấy cái vị là những người vai vế trong trong các hội đoàn chống cộng về cái nghĩa trang Biên Hòa, tức là cái nghĩa trang của những người lính chế độ cũ. Thì ở bên kia nó nói là chính phủ mới Đảng coi như là đàn áp này rồi ngăn chặn rồi là không lo cho cả những thù hận những cái người đã nằm xuống của chế độ cũ. Nhưng mà ông Nguyễn Tây Sơn đưa về xem đây nhá, nếu không có nhân dân, không có chính quyền địa phương thì cái mồ mả của mấy cái người lính Việt Nam Cộng Hòa đó có được yên mồ yên bản đẹp như này không? Ông làm một cách rất thực tế chứ không cần phải đấu tranh, không cần phải lý luận, cứ cái thực tế đó. Rồi sau này mình ngay cái chuyện như là Hoàng Hùng nói nhớ hỏi điếu cầy Lề Tạ Phong Tần Mẹ Nấm hay là một số những cái kẻ sang Mỹ hồi đầu tiên ấy, chúng nó còn dung dưỡng và thấy rằng lợi dụng những cái loa đó để chống phá thì chúng còn chu cấp, nhưng sang đến nơi cái là thôi rồi. Ví dụ như là ngay cả vợ chồng của cụ Huy Hòa Vũ ở trong nước rất là có vai vế,
Nhưng sang một thời gian ở trong nước thì chúng nó làm dùm beng lên để lợi dụng, nhưng khi sang đó cái im lìm ngay à, bởi vì không làm thì không có ăn, mà sang bên đó thì hết giá trị. Trần Khải Thanh Thủy cũng vậy, khi ở trong nước thì ra giả cái, giả là người đấu tranh cái rồi chính đúng là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nè, cái uy tín ở trong nước ấy, là càng ngày là hai nhà nước giữa Việt Nam ấy, và Mỹ ấy, cái quan hệ nó được nâng lên, và cái chủ yếu nhất đó là thủ tướng Việt Nam và bên Mỹ ấy, nó có những cái ký kết về thương mại, rồi cái quan hệ nó được nâng lên, bởi vậy nó chạm đến những cái quyền lợi chính đáng của người Việt kiều. Bởi vậy cho nên là người ta chống để làm gì nữa, mà người ta phải làm ăn nữa, cho nên là người ta chống làm gì. Còn ngày xưa đó thì người ta chống bởi vì là chính nhà nước Việt Nam mình cái tiếng nói nó cũng chưa được, có cái quan hệ nó chưa chặt chẽ với Mỹ. Như bây giờ đấy, ngay cả quyền lợi của Mỹ, nếu mà có những cái mà ông chống phá, Mỹ nó trục xuất ngay. Bởi vì sao? Nó liên quan quyền lợi chính của Mỹ. Cho nên là nếu mà không có Việt Nam ấy, mặt hàng ở Mỹ ấy, nhập ở những nước khác, hoặc là nó đắt đỏ hơn, nó cao hơn, hoặc nó thiếu, thì lúc đấy là nó ảnh hưởng đến đời sống của người Mỹ. Thì lúc đấy là anh chống cộng nó gô cổ à. Bởi vậy cho nên là những cái gì mà nó thuộc quyền lợi của Mỹ là không được động mặt. Mà bây giờ cái quan hệ của hai nước nó nâng cao rồi, cho nên là người ta cũng rời xa thôi. Thôi thế Trâm ơi, dạ vâng. Anh okay, có anh. Việc thì làm anh Hùng ơi, để dịp khác okay. Nhé. Anh em thêm vài rồi. Trước khi anh em mình chia tay, Bảo Trâm với Hoàng Hùng cho mình chia sẻ cái ý của Hoàng Hùng rất hay đấy. Chỗ này này, đúng là trước kia là cái vai trò vị trí và cái tiếng nói của Đảng Nhà nước Việt Nam trên chính trường quốc tế hay là đối với chính phủ Hoa Kỳ là nó cũng chưa có quan trọng. Nhưng những đúng năm rồi. Trở lại đây ấy, cái vị trí vai trò của Việt Nam trên chính trường quốc tế cực kỳ uy tín, ngay đúng từ rồi. Trong khối ASEAN cũng như là quốc tế. Cái thứ hai là Hoa Kỳ hiện nay người ta cũng rất coi trọng cái vấn đề Việt Nam. Người ta cái trục châu Á mà, trước đúng đây rồi. Là trục phương Tây, nhưng bây giờ trục châu Á, và cái vị trí vai trò, cái tiềm lực, tiềm năng của Việt Nam rất lớn. Hai nữa là Hoa Kỳ khẳng định luôn này, chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn đặt lợi ích quốc gia trên hết. Thành ra khi người ta nâng cái tầm mối quan hệ đối với Việt Nam song phương hay đa phương hay trên toàn diện đi nữa thì là đều có lợi cho cả hai bên. Thành ra cái việc đó là các ông cứ chống cộng, rồi các ông cứ gây khó dễ ở chính phủ, nó dẹp đúng ngay. Rồi, nó liên quan đến quyền lợi cái là Mỹ nó dẹp ngay. Chủ yếu là Mỹ có những cái luật ở Mỹ này nói các anh ở Việt Nam các anh không hiểu được đâu. Nếu nói mặt luật ở Mỹ này, nếu mà đưa những người Việt Nam mà áp dụng sang Việt Nam không thể sống nổi, người dân không thể sống nổi được, bởi vì nó rất là chặt chẽ. Có những cái anh cứ tưởng là nếu mà nói tự do ngôn luận phải là ở Việt Nam, chứ còn ở Mỹ nha, anh chỉ có chống cộng thôi, còn những cái lĩnh vực khác nha, anh chỉ cần động vào một cái quyền lợi của Mỹ thôi, cảnh sát nó bắn chết ngay tại chỗ, chứ không có cái chuyện mà cãi nhau như ở Việt Nam đâu. Đấy, cho nên là luật pháp ở bên này á không phải đơn giản đâu. Anh thử chảy bữa anh không thử giả tiền nhà tiền nước, một hôm nó đuổi anh ra đường luôn. Nếu mà anh ra đường mà anh bậy bạ nó trục xuất anh về nước luôn. Đâu. Bởi vì nó bảo cho nói cho anh biết là vậy. Hôm nay là... còn nhé, không trục xuất được nhé, nó cho anh ngồi tù một gông. Bởi vì anh có biết không? Tất ở Việt Nam nhé, đi tù về còn có cơ hội để mà làm lại. Còn rồi. Ở bên Mỹ này đi tù về nhé, hết luôn. Hồ sơ đen. Hàng tháng, một tháng là anh phải lên chỗ đấy trình bày, rồi là anh phải nộp tiền. Anh đi đâu, bao nhiêu ra khỏi cái khu vực đấy, anh phải báo cáo xin phép nó. Còn nếu không nhé, anh chỉ ở trong cái khu đấy thôi. Còn nếu đi ra ngoài nhé, nó bắt được, nhưng nó lại tống vào tù. Cho nên là luật là Mỹ mà áp đặt cho cả đất nước Việt Nam nhé, không thể tồn tại được đâu. Anh Hoàng Hùng biết ba quay A Quy biết không? Biết chứ. Thằng A Quy. Bảo Trâm ơi, hôm nay đúng là anh Hùng được ngồi với Bảo Trâm với Hoàng mà được Hoàng Hùng chia sẻ rất nhiều cái thông tin về cái tình hình cuộc sống ở của người Việt mình ở bên Mỹ cũng như là cái xã hội Mỹ. Mình phải nói là rất nhiều thông tin rất là bổ ích. Và hai nữa là mình cho rằng những cái thông tin này không phải ai đã được cập nhật đâu, bởi chỉ có những người tiếng nói như Hoàng Hùng này ấy, chỉ cần nói một câu bằng mình có khi nói cho Trâm mới lại anh Hùng biết nha, tại sao những người á mà khi Việt Nam á trục xuất mà được sang Mỹ á
đều là mất hút hết. Bởi vì không đi rửa bát thì đi cắt cỏ để mà sống. Bởi vì sao? Các hội đoàn khi sang đấy nó không cho tiền nữa, vì nó không lợi dụng được nữa rồi. Mà không có đi làm thì chỉ có ra đường thôi. Bởi vì sao? Bên Mỹ, ở bên Việt Nam, ví dụ mình ít tiền mình vẫn còn sống được, không phải mất tiền nhà. Như bên này hoàn toàn là phải đi thuê nhà. Nếu mà thuê, cái lo nhất là nhà. Bởi vì sao? Anh không có tiền cái là nó trục xuất luôn. Nếu hoặc tiền nước, tiền điện mà anh không có nó cắt luôn. Bởi vậy cho nên bên Mỹ này để mà áp dụng cái luật của Mỹ vào thẳng đất nước Việt Nam. Anh biết là Việt Nam mình 54 dân tộc anh em, mà cái dân trí nó còn chênh lệch nhau rất là lớn. Đấy, bởi vậy cho nên là những cái kẻ bị sang đây rồi mới biết được sang Mỹ nó thế nào. Nhiều đứa nó đòi về không thể được nữa. Có những đứa nó đòi về thì mà bần dân trí ở trong người nó chưa được đời nữa. Ông vợ chồng ông Vũ, Vũ ông vợ chồng ông cũng muốn về lắm. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì ở bên Mỹ này nó rất là khó chịu. Nếu mà không có việc làm mà homeless ấy, nó bí bách lắm. Cho nên là ở Mỹ ấy, em nói nha, anh muốn mua một cái gì ấy, ở Việt Nam bước ra đường mua được ngay. Ở Mỹ ấy, là phải đi ô tô ấy, mà không phải thích ăn là có đâu ấy, ăn đồ đông lạnh. Cho nên là bản thân mà không đi làm ấy, thì chỉ có chết đói. Cho nên là nó không phải đơn giản đâu. Sang Mỹ rồi mới thấy là rất nhiều người muốn về là như vậy đấy. Bởi vì người ta không thích ứng được. Vâng, cảm ơn anh Hoàng Hùng nhé. Chào anh Vương Hùng. Tôi hy vọng anh em mình có gì gặp nhau tiếp, chém gió tiếp, bây giờ phim luận tiếp. Vâng, thế chào anh, chào Bảo Trâm và chào chào anh Hùng nhé, Vương Hùng nhé. Mình cũng rất mong là sẽ có một cái buổi được tiếp kiến Hoàng Hùng và anh em mình sẽ chia sẻ nhiều thông tin hơn nữa. Hôm nay là không có rất nhiều thông tin. Trước thì mình cũng em hay lên nói chuyện Bảo Trâm, nhưng mà hai tháng nay em bận, em sửa nhà. Mà sửa nhà bên này nó phải tuân thủ theo luật pháp của nhà nước, chứ không phải là thích như ở Việt Nam sửa kiểu gì được đâu. Bên này nó còn phải trình duyệt mới này này, nó cho sửa như nào được như thế nha, chứ không có cái chuyện mà thích sửa như nào tập sửa. Làm cho nó ngon lành, tập trung ngon lành. Anh em mình còn nhiều thời gian để chia sẻ. Cảm ơn anh, xin chào anh. Vâng, chào anh.